Chiều 8 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh Đắk Lắk và bố trí điều động cán bộ lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương theo mô hình tổ chức mới. Đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cùng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh và các đơn vị sáp nhập, giải thể, tổ chức lại. Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk về tổ chức bộ máy các đơn vị theo chủ trương sắp xếp bộ máy bên trong tinh gọn mạnh. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk sắp xếp tinh gọn 3 đơn vị cấp phòng từ 30 đơn vị còn 27 đơn vị. Cụ thể, sáp nhập Phòng Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu, sáp nhập Phòng Cảnh sát Môi trường vào Phòng Cảnh sát Kinh tế và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường. Đồng thời sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng an ninh công an tỉnh. Đối với công an các huyện, thị xã, thành phố, sáp nhập đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc về đội tổng hợp và đổi tên thành đội tham mưu. Đồng thời, công bố quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng tương ứng với các đơn vị mới được sáp nhập. Lãnh đạo công an tỉnh cũng trao các quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với một đồng chí lãnh đạo cấp phòng, điều động bố trí giữ chức vụ trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện đối với 6 đồng chí, quyết định điều động bổ nhiệm, bố trí giữ chức vụ phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện đối với 21 đồng chí. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh tinh gọn mạnh thể hiện quyết tâm, tiên phong, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đến việc sáp nhập, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, khẩn trương ổn định tổ chức, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.